Ví dụ nhóm mình tô màu xanh. Nhị hoa mình tô màu vàng. Màu hoa là mình tô màu hồng nhé. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha. Nhũ bông hoa là mình tô màu vàng. Các bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh chậu hoa. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn tâm hồn tiếp theo của mình nhé. Bye bye.